Ngứa họng kèm nước vướng là dấu hiệu của bệnh gì? Bạn đọc đã có hỏi. Thưa bác sĩ, gần đây em bị ngứa họng và khi nuốt nước bọt thấy vướng ở cổ. Em không ho, không bị sốt. Khi soi họng thì thấy nổi mấy cục ở họng với ở cuống lưỡi. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em đây là bệnh gì hay không? Bạn thân mến, về câu hỏi của bạn được bác sĩ chuyên khoa 1 Lâm Thiên Huệ tư vấn như sau. Chào bạn, vùng hậu họng có rất nhiều nang lympho. Đó là cấu trúc miễn dịch bảo vệ ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập từ vùng hậu họng xuống các cấu trúc hô hấp bên dưới như là khí phế quản và phổi. Khi có tình trạng viêm hậu họng thì các nang lympho này tăng sinh to lên, nên khi nhìn vào sẽ thấy có cấu trúc nổi gồ lên ở vùng hậu họng. Nếu cảm giác đau họng nhiều, ho, có đàm v.v. bạn nên đến chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và kê toa kháng sinh điều trị. Còn nếu như tình trạng không quá nghiêm trọng thì có thể là viêm họng mãn tính. Bạn có thể súc họng miệng bằng nước muối sinh lý mỗi ngày từ 3 đến 4 lần để làm giảm nhẹ triệu chứng của mình bạn nhé. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Mình chúc bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.